phiêu linh về thăm nhà. Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi, tôi đã hình dung nét ai đang cười. Tôi mơ trời xuân bao tươi thắm. Chào các bạn, tôi là Quân, tôi đến từ Công Audio. Các bạn vừa nghe bản nhạc Cô Láng Giềng của nhạc sĩ Hoàng Quý do ca sĩ Vũ Khanh thể hiện. Trên cái hệ thống của ghép của chúng tôi gồm có cái loa Vienna The Music, đây là một loa đầu bảng của hãng Vienna. Và tiếp theo là cái hệ thống phối ghép của chúng tôi, đó là bộ Acoustic Art đến từ nước Đức. Đầu tiên tôi muốn giới thiệu qua đó là cục bao có tên là Amba MK2. Đây là cục bao có công suất khá là khỏe, nó ra tới 600W và trên 8 ohm. Và đây là một cục bao đua mono và nó phải sử dụng tới 2 cái dây nguồn để cấp cho cục bao này. Tiếp theo tôi muốn nói tới đó là cục Pre. Đây là một cục Pre có tên là Tube Pre 2. Cục Pre này nó có hai, mỗi vế có hai cái bóng 12x7, là để khi các bạn muốn cái âm thanh nó tình cảm thì chúng ta sử dụng, có thể thay thế mấy cái bóng đèn này. Tiếp theo là bộ cơ DA của chúng tôi là sử dụng bộ River 2 và bộ DAC Tube 2. Đây cũng là một cái DAC bóng đèn. Và bộ DAC này cũng được rất nhiều các audiophile đang yêu thích và sử dụng cái, vì nó có cái chất âm là rất chính xác và trung thực của cái đồ Đức. Và cái cuối cùng mà tôi muốn nói tới đó là cái hệ thống dây dẫn của chúng tôi và lọc điện, là chúng tôi sử dụng cái hệ thống ASUS đến từ Đan Mạch. Khi Cono làm cái sản phẩm ASUS này đến đây đã được 5 năm và có rất nhiều các audiophile đã cảm nhận được cái chất âm hay của cái ASUS này, với cái độ động, cái tốc độ cũng như là cái không gian 3D của nó rất tốt. Vừa rồi tôi có giới thiệu đến bạn toàn bộ cái hệ thống phối ghép của đôi loa Vienna The Music này, và cái tổng cái hệ thống này nó có giá khoảng 100.000 đô la. Và sau đây tôi muốn đi chi tiết giới thiệu sâu vào cái chủ đề của chính của video của chúng ta ngày hôm nay, đó là đôi Vienna The Music. Sau đây tôi xin giới thiệu sâu chi tiết vào cái đôi loa Vienna The Music này. Đầu tiên tôi muốn nói qua cái hình thức bên ngoài. Cái hình thức bên ngoài này thì đôi loa này là một trong cái giá 30.000 đô la, thì đôi loa này là một đôi loa khá là hoành tráng. Nó cao tới 1m3 và nó sâu tới 63cm, và đôi loa này nặng 82 cân trên một chiếc. Nó có hai cái màu cho bạn lựa chọn. Một đó là cái màu đen toàn bộ, đen bóng piano. Thì cái màu đen này ấy, thì nó sẽ tạo nên một cái cảm giác, một cái gọi là sang trọng và nó huyền bí ở trong đôi loa. Và một cái màu thứ hai đó là cái màu kết hợp giữa màu đen piano và cái màu vân gỗ. Đây là gỗ xoan đào, nó có cái màu gọi là màu mật ong. Thì cái màu này nó rất là ấm cúng ở trong cái căn phòng khi mà bạn lựa chọn cái màu sắc này. Và cái đôi loa này được chia làm hai cái module. Sau đây tôi muốn đi vào cái phần quan trọng nhất của cái video ngày hôm nay, đó là về cái kết kỹ thuật đặc biệt của loa này. Đầu tiên tôi muốn nói đến đó là cái bạn đang nhìn thấy một cái màng loa. Đây là cái màng loa chung, nó có đường kính là 18cm và nó đây là một cái màng phẳng. Thì ông chủ hãng và nhà thiết kế của Vienna, ông đã nhận thấy rằng những cái loa chung hình nón, hình côn thì vẫn có những cái nhiễu âm thanh không trung thực. Và ông đã nghiên cứu ra một cái màng loa chung phẳng này. Đây là công nghệ, và nó kết hợp vẫn cái công nghệ các cái gân nhện để làm cứng cái màng loa này của Vienna. Đây là một công nghệ độc quyền. Và cái loa viên này nó còn một cái đặc biệt nữa, đó là cái loa chung này ở trong này là một cái loa loa chép lên được 20kHz của cái hãng Kenspec. Và cái củ loa này bên trong, cái củ loa này là của hãng Eton của Đức. Đây là một củ loa rất là chính xác và là một công nghệ mới của Vienna. Và khối loa này được tách rời với loa bass và nó có thể quay được như này, và đằng sau có thể chỉnh cao lên, chỉnh lên xuống và sang phải sang trái như này, để khi nó tạo ra một cái vùng ngọt cao hơn với những cái loa mà không có thể chỉnh được cái khối trung tép này. Và tiếp theo tôi muốn nói tới đó là cái phần dưới này, đó là có ba cái loa bass, và ba loa bass này đường kính là 23cm, và ba cái loa bass này được chia làm hai cái ngăn. Ngăn trên là bass, một ngăn dưới này là super bass, và ở sau có lỗ thông hơi. Đây là người ta gọi là cái kiểu phân tần
phân tần âm học, tức là không phải dùng qua các loại tụ trở nữa mà họ sẽ xử lý bằng các cái vách ngăn để phân ra hai cái tần số bass khác nhau. Và đương nhiên là cái cổ bass này cũng là công nghệ màng trong, công nghệ độc quyền của Vienna và các gân gân nhện đây để tạo độ cứng. Và đôi loa này nó còn một cái đặc biệt nữa là mặc dù nó 30.000 đô la nhưng nó có một cái giải tần rất là khủng khiếp. Cái loa Superchef này của nó là của hãng Mutara, chép gốm và nó lên tới 100 kHz. Và ba cái lọc giải bass này của Vienna đã xuống tới 22 Hz. Đây là một giải tần rất là lớn. Sau đây tôi giới thiệu qua các cái công năng, có những các cái núm nút ở đằng sau của cái loa này. Thì ở đây nó có một cái cột này để chúng ta chỉnh độ cao của cái loa chung này. Nó đồng bộ với cái loa bên kia, họ đã có đánh dấu các cái khớp này để chúng ta làm giống bên kia, hai bên nó đồng bộ nhau. Và đây tiếp tục, đây đó là cái bộ khóa mà để chúng ta chỉnh cái ra vào, cái độ sang phải sang trái của cái củ loa chung này đấy. Và chúng ta cũng có cái khớp này để chúng ta nhớ để chúng ta làm giống bên kia, đó là để hai loa nó cân đối với nhau. Và chúng ta nhìn thấy đây nó có ba cái lỗ thông hơi như tôi nói vừa nãy, đó là cái lỗ thông hơi này là của một cái phần loa bass là cái riêng, và hai cái lỗ thông hơi này là của phần loa phần trầm bass là phần dưới. Và đặc biệt ở phía dưới này chúng ta nhìn thấy rằng là có cái ba cái nút gạt này, thì hãng giải thích đây chính là room collection, tức là room acoustic, tức là theo các phòng khác nhau, tức là mỗi một cái phòng chúng ta cảm thấy là cần điều chỉnh chúng ta sẽ phải gạt những cái nút này. Thì ở đây nó có một cái nút là nó M, tức là mid, khi mà cái phòng của bạn ấy mà nó cảm thấy là cần tăng tiếng trung lên một chút thì chúng ta gạt cái nút mid này lên, còn nếu không thì chúng ta sẽ gạt xuống đó. Và cái thứ hai tôi muốn nói đến đó là cái nút UB này. UB có nghĩa là up bass, nâng giải bass lên. Thì trong trường hợp mà cái giải bass của loa của bạn ấy, cái phòng bạn mà cảm bass nó hơi thiếu một chút ấy, thì chúng ta có thể nâng cái giải bass lên bằng nút gạt lên trên, không chúng ta lại gạt xuống. Đó, và cái nút cuối cùng này tôi muốn nói đến đó là low bass. Thì hãng giải thích đây chính là cái giải trầm lan ấy, cái giải mây ấy mà chúng ta cảm thấy cái phòng nó rộng quá mà thiếu cái bass lan đó, thì chúng ta có thể nâng cái lên bằng cách gạt cái nước low bass này lên, không thì chúng ta nhớ lại gạt về. Và đây là toàn bộ cái tem mà giới thiệu về cái loa này, và hãng được dùng một cái bộ cầu loa của BKPT mạ vàng rất là chắc chắn và tiếp xúc rất là tốt. Đó, tôi mới giới thiệu đến các bạn toàn bộ những cái thứ đằng sau cái loa này. Vừa rồi tôi giới thiệu đến bạn toàn bộ cái hình thức cũng như những cái kỹ thuật đặc biệt của cái loa Vienna The Music này. Với hệ thống phối ghép của chúng tôi đó là Acoustic Art và hệ thống dây dẫn và lọc điện của hãng Asus. Mọi thông số kỹ thuật cũng chỉ là những thông số mà thôi. Và chúng tôi rất là trân trọng mời bạn tới showroom của chúng tôi tại 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội để trải nghiệm trực tiếp cái hệ thống Vienna với hệ thống Acoustic Art này. Tôi chân thành cảm ơn bạn đã lắng nghe cái phần chia sẻ của tôi và hẹn gặp lại bạn ở trong các video sau.